Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu hai chiếc xe đang được làm đẹp và nâng cấp tại Hưng Minh Auto Detailing. Đó là bên cạnh mình đây là chiếc Maybach 450 đời 2020. Chiếc xe này đã phủ ceramic và dán kính điện tại Hưng Minh Auto Detailing. Và bên cạnh là chiếc S 450 đời 2018-19, là chiếc xe đã được làm hai option, đó là cái dán đổi màu xe hai màu theo phong cách Maybach với màu xanh ngọc lục bảo kết hợp với màu bạc candy, cộng với lại lên thêm bộ quay Maybach và bộ mặt ca lăng Maybach, cũng như lên bộ bầm Maybach S600. Chiếc xe đã thay đổi hoàn toàn từ một chiếc xe trắng, xe này xe nguyên bản là màu trắng các bạn nhé, thì đã được nâng cấp lên toàn bộ cái option lên Maybach. Chiếc xe nó sẽ rất là đẹp và sườn xe và thêm thành một cái màu sắc khác biệt hoàn toàn, đó là màu xanh lục bảo kết hợp với màu bạc candy. Cái này thì là về cái concept này thì bên Hưng Minh thi công rất nhiều dòng S tại Hà Nội nên, nhưng mà thực ra với 2 năm nay thì nó vẫn chưa thể làm cái gì đó lỗi thời, thì chiếc xe vẫn rất là đẹp, trẻ trung và phong cách rất là lạ cho chủ nhân. Các bạn mà muốn nâng cấp chiếc xe của mình qua bên thì chúng tôi bên đầy đủ hết tất cả các cái dịch vụ để làm đẹp cũng như nâng cấp chiếc xe của mình lên. Đúng không ạ?